Trong một gương mặt ASEAN tuần này, hãy cùng chúng tôi làm quen với cô Dian, một người phụ nữ được biết tới với rất nhiều dự án làm sạch rác thải nhựa tại Indonesia. Hiện cô đang làm chủ một doanh nghiệp chuyên thu gom và tái chế rác thải nhựa, góp phần rất lớn vào việc giải quyết vấn nạn rác thải nhựa tại nước này. Là một trong những người khởi xướng phong trào làm sạch biển Jakarta, cô Dian Kuniawati, 35 tuổi, từng chứng kiến thủ đô Jakarta ngập tràn trong rác thải nhựa. Khi đó cô cảm thấy rất buồn vì đã không làm được gì nhiều để thay đổi tình hình. Chính điều này đã thôi thúc cô Dian quyết định bỏ việc và thành lập công ty 3D Oasis vào năm 2016. Kể từ khi thành lập cho đến nay, 3D Oasis với 120 thành viên đã tái chế được hơn 250 triệu chai nhựa các loại, góp một phần nhỏ bé vào việc giải quyết cuộc khủng hoảng rác thải nhựa của Indonesia. Chúng tôi tập trung vào việc xử lý rác thải nhựa thành nguyên liệu thô, có thể sử dụng được và có giá trị cao. Nhiệm vụ của chúng tôi là biến vấn nạn rác thải nhựa ở Indonesia thành cơ hội. Nhà máy xử lý và tái chế của 3D Oasis đặt ở Banten. Đây là nơi thu nhận rác thải nhựa được thu gom trên khắp khu vực Jakarta rộng lớn với khoảng 30 triệu dân. Sau khi được thu gom, rác thải nhựa sẽ được quy tập thành bãi. Chúng sẽ được phân loại, làm sạch để loại bỏ tạp chất và được cắt thành các mảnh nhỏ. Những loại nhựa có thể tái chế được sẽ được công ty xuất khẩu sang các nước châu Âu cũng như phân phối tại địa phương để chế biến làm bao bì hoặc sợi. Trước hết, công ty chúng tôi quan tâm tới lợi nhuận. Chúng tôi cũng phải tạo ra lợi nhuận giống như bất kỳ công ty nào khác. Thứ hai, chúng tôi cũng phải xem xét tới tác động đối với môi trường. Chúng tôi đặt mục tiêu giảm ô nhiễm nhựa ở Indonesia bằng cách tiếp tục tăng năng lực xử lý rác thải nhựa. Thứ ba là tác động xã hội. Chúng tôi giáo dục mọi người nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm của rác thải nhựa. Trong thời đại ngày nay, nhiều thanh niên không quan tâm đến các vấn nạn rác thải. Ban đầu tôi cũng cảm thấy thật tồi tệ khi làm việc với những đống rác như thế này. Nhưng giờ tôi nhận ra tầm quan trọng của việc làm này. Tôi tin đây là một điều tốt, giúp cho Indonesia có môi trường sạch hơn. Ngoài ra, việc làm của chúng tôi cũng góp phần vào thu nhập của đất nước. Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, mỗi năm Indonesia tạo ra khoảng 7,8 triệu tấn rác thải nhựa. Hơn một nửa trong số đó không được quản lý và xử lý đúng cách. Indonesia đã cam kết sẽ giảm 30% rác thải nhựa trong vòng 3 năm tới. Và để đạt được mục tiêu này, Indonesia cần có thêm những đóng góp thiết thực của các công ty thu gom và tái chế nhựa như công ty của cô Dian.